Kính chào quý khách đang theo dõi kênh giới thiệu sản phẩm của Fernibuy. Trong video lần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị mẫu sofa FB090703. Sản phẩm được thiết kế dạng ghế băng cổ điển, có phần nâng tựa và tay vịn bằng nhau, được thiết kế vuông vắn. Kích thước cơ bản của sản phẩm như sau. Chiều dài của chiếc ghế băng là 1m6, chiều rộng là 80, chiều cao là 70, lòng sâu của ghế là 60. Khoảng cách từ mặt đất đến vị trí mình ngồi là 40. Đi kèm cùng chiếc ghế băng đó là hai chiếc đôn nhỏ có kích thước là 35x35. Bộ sofa được sử dụng toàn bộ bằng phần khung gỗ tự nhiên đã được xử lý và đảm bảo sự chắc chắn trong quá trình sử dụng. Kết hợp với đó là hệ thống nệm mút chuyên dụng dày dặn và êm ái. Bên ngoài được bọc bằng lớp nỉ nhập khẩu loại tốt, có sự thoáng mát cao. Với một bộ sofa có tính thẩm mỹ cũng như thông tin cơ bản như trên, Fernibuy hiện đang bán với mức giá chỉ 6 triệu. Ngoài ra, quý khách có thể tùy chỉnh bộ sofa khi đến với dịch vụ thiết kế sofa theo yêu cầu. Tại Fernibuy luôn sẵn hơn 400 gam màu nỉ khác nhau để cho quý vị có thể lựa chọn. Với thời gian đóng ghế sofa theo yêu cầu chỉ từ 3 đến 5 ngày. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về sản phẩm này, hãy truy cập website fernibuy.com. Mỗi ngày, Fernibuy đều cập nhật những sản phẩm mới nhất, cũng như những video bổ ích về việc mua sắm và sử dụng đồ dùng nội thất thế nào cho hợp lý. Hãy like và đăng ký kênh của Fernibuy để đón xem nhiều video bổ ích hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.